Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay lại giới thiệu bà con về cái cây giống rau ngót rừng. Hiện nay chúng tôi đang bán rất chạy các sản phẩm cây giống rau ngót rừng, hay còn gọi tên khoa học của nó là tên là cây rau sắng. Thì bà con biết đây là một loại cây đặc sản đem lại giá trị kinh tế rất cao, và cái tinh thần trồng cái cây này nó cũng rất là dễ. Bà con có nhu cầu mua cây giống thì nên lựa chọn những cơ sở trung tâm cây giống uy tín để được đảm bảo về cái kỹ thuật trồng cây giống tốt nhất. Bà con đang nhìn trước mắt đây là những cây giống rau ngót rừng đang được nhân giống tại trung tâm cây giống Tam Đảo và có chiều cao rất là tốt và ổn định. Giống cây này đem lại cái giá trị kinh tế rất tốt. Bà con nhìn ở đây, giống này thì được gieo hạt 100% từ trung tâm cây giống Tam Đảo. Đó, đây bà con nhìn đây, cây đang sống phát triển rất mãnh liệt rồi. Đó, cây này thì 20 sen đến 20-30 sen hết rồi, rất là tốt. Và chúng tôi đang nhân giống và phát triển rất nhiều các giống cây rau sắng. Bà con có nhu cầu mua cái giống này xin mời liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình 0798414414 để được tư vấn tốt nhất về kỹ thuật trồng cây cũng như về giống loài cây giống tốt nhất. Trước mắt bà con đang nhìn thấy là những cây rau sắng đang phát triển rất tốt, có chiều cao rất đồng đều. Cây này chúng tôi gieo hạt đã được 5 tháng rưỡi rồi. Cây này bây giờ đang là cái đà phát triển của cái giống cây này rất là tốt. Bà con mua về trồng hạ bầu xuống đất cái là cây phát triển lên luôn. Đó, nên bà con có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Thì ở trên này chúng tôi đang căng một cái lớp lưới, gọi là lớp cái lưới đen để giảm cái tia cực tím của mặt trời, tốt cho cái sự phát triển của cây. Cây này thì nó ưa trồng ở trong rừng hơn. Bản chất của nó trồng được phù hợp với rất nhiều các loại đất khác nhau ở các tỉnh nước ta, trừ đất ngập mặn ra là chúng ta khó trồng. Đó, cây rau sắng hay còn gọi là cây ngót rừng này có hỗ trợ rất nhiều các bệnh liên quan đến tiểu đường. Hoặc là chúng ta bán đặc sản thì cái rau này hiện nay giá trên thị trường rất là đắt, được gọi là cái rau đắt nhất trên thị trường hiện nay, gọi là cái rau sắng này, nó là cũng cây rau đặc sản. Bà con có nhu cầu mua cây giống rau ngót rừng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo của trung tâm cây giống Tam Đảo.